Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh chị em nhân viên phòng bán hàng của công ty Phan Nhân. Xin chào quý khách hàng trong cả nước. Phan Nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại bạc đạn, dây cu ra, các loại sên nhông xích. Bạc đạn thì hiện tại là công ty chúng tôi đang cung cấp rất nhiều loại bạc đạn, nhãn hiệu bạc đạn và rất nhiều loại bạc đạn khác nhau. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại bạc đạn mà hiện tại là Phan Nhân đang bán, đó là bạc đạn nhãn hiệu của nó là Asahi anh chị các bạn. Asahi. Đây là một nhãn hiệu bạc đạn được tin dùng, và cái loại bạc đạn này, nhãn hiệu này thường sử dụng cho một số băng chuyền, các trục quay và các trục máy. Thì trước mặt anh chị các bạn, đây là cái bạc đạn UCFC, nó là vòng, cái gấu đỡ của nó là gấu đỡ tròn, bốn lỗ bắt ốc này. Hôm trước không có review cho anh chị các bạn một cái bạc đạn UCF, nó cũng bốn lỗ bắt ốc như thế này, nhưng mà nó là bạc đạn vuông. Còn cái bạc đạn UCFC này nó là cái bạc đạn tròn nha anh chị các bạn. Thì đây là bạc đạn gấu đỡ, thì nó gồm cây vỏ và cái ruột. Cái vỏ của bạc đạn gấu đỡ thì nó có chức năng của nó dùng để làm ổ đỡ cho cái ruột này, khi mỗi khi cái ruột bạc đạn này nó quay. Thì cái bạc đạn gấu đỡ này nó có rất nhiều mã, mà hôm nay Hùng review cho anh chị các bạn đây là cái mã của FC này. Thì mình nói rộng ra một tí là nó có những cái mã khác, ví dụ như cái mã là UCB, UCF, UCFL, UCBA, UCBH và UK. UK thì nó cũng có UK theo quy cách của cái vỏ. Thì cái UK và cái UC á, nó có thể xài chung vỏ, nhưng mà UK thì nó là xài lỗ côn, còn UC thì nó xài lỗ thẳng. Cái trục của cái UC á, thì UC thì cái trục của nó lầu ra anh chị các bạn. Cái trục của nó lầu ra như thế này. Còn cái UK á, thì nó như thế này đây. Đó, nó đều hơn. Đó, cái này là UK này. Đó. UK đây anh chị các bạn này, đó. UK. Thì cái loại hàng này á, để mình quay cái ruột cho anh chị các bạn xem thấy rõ là UC và UK này, đây. Đây, cái này là UC. Thì cái vỏ của nó với cái ruột là một bộ. Cái này là UCFC, lỗ thẳng. Thì cái UCFC này hiện tại là công ty chúng tôi có những quy cách như sau. Chúng tôi có quy cách từ UCFC 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 và chúng tôi tới UCFC 320. Nếu mà lỗ thẳng, anh chị các bạn lấy trục cốt, anh chị chia cho 5 thì nó ra quy cách. Ví dụ như UCFC 210 thì cái cốt của nó sẽ là 50. UCFC 212 thì cái cốt của nó sẽ là 60. UCFC 218 thì cái cốt của nó là 18, là 90 anh chị các bạn. Đó, nó đơn giản là nó như vậy thôi. Thì cái loại hàng này á, giá bán nó như thế nào? Thì thị trường thì nó có nhiều, nó cứ thay đổi giá liên tục, nên năm ra là cái clip này Hùng lưu nó tồn tại ở trên cái kênh. Nên khi mà anh chị các bạn mua, anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói cho chúng tôi cái nhu cầu của quý anh chị và các bạn. Và công ty chúng tôi sẽ kiểm tra hàng cụ thể, và chúng tôi còn số lượng bao nhiêu đáp ứng được hay không, chúng tôi sẽ báo giá cho anh chị các bạn theo cái giá anh chị các bạn lấy hóa đơn, hay là anh chị không lấy hóa đơn và anh chị các bạn cho chúng tôi địa chỉ luôn, thì công ty chúng tôi có thể hỗ trợ giao hàng tận nơi, hoặc là chúng tôi chuyển phát nhanh cho quý anh chị và các bạn một cách nó nhanh gọn, một cái đơn hàng mà anh chị có nhu cầu sử dụng trên tinh thần giá và tinh thần làm việc cụ thể. Rất mong quý anh chị các bạn liên hệ, chứ đừng có tương tác ở dưới cái kênh, tại vì Hùng cũng lưu bô và rất là bận, nên năm ra là Hùng không có thời gian để trả lời cho anh chị các bạn nhanh được. Thì anh chị các bạn cứ cần hàng thì anh chị các bạn liên hệ nhé. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.